Xin chào tất cả anh chị em, những người đang đồng hành với Vũ trên hành trình tu tập nói chung và thiền định nói riêng. Trong khoảng thời gian tới thì anh chị em sẽ thấy là cái từ trường năng lượng của chúng ta nó sẽ thay đổi rất nhiều, và rất mong anh chị em là cố gắng hàng ngày, dù chúng ta có bận rộn cỡ nào đi nữa thì anh chị em phải cố gắng dành thời gian ngồi thiền. Trước đây chúng ta sẽ ngồi tối thiểu khoảng 15 phút, nhưng bây giờ chúng ta cố gắng làm sao đó hành thiền và kéo dài cái thời gian thiền định của chúng ta lên đó là 30 phút. Phải làm sao làm 30 phút mỗi ngày. Cái việc thiền định mỗi ngày nó rất là quan trọng, nó giống như là bữa cơm hàng ngày của chúng ta vậy. Nó sẽ là cái bổ sung cho cái phần trí tuệ, cái phần định tâm của chúng ta. Anh chị em thấy là cái đời sống của chúng ta bên ngoài bây giờ nó đang có rất nhiều cái sự biến chuyển một cách nhanh chóng. Nếu chúng ta chịu quan sát, chúng ta sẽ thấy. Bây giờ mình sẽ tập trung vào câu chuyện là ngồi thiền. Nhất là khi mình ngồi thiền như vậy thì nó giúp cho chúng ta, cái tâm chúng ta nó sẽ định tâm, và chúng ta sẽ nhìn rõ, thấy được cái hành trình của mình đi. Thứ hai là khi mình ngồi thiền như vậy là mình, cái trí tuệ mình nó sẽ sáng suốt, mình sáng suốt theo từng ngày tháng, nó sẽ thắp ánh sáng lên dần dần dần, và nó giúp cho anh chị em mình có thể mình có những cái kế hoạch, có những cái dự định gì đó cho công ăn việc làm, hay là ở tương lai thì tự nhiên nó sẽ mở ra, bởi vì nó theo một cái cách tâm linh nào đó thì chúng ta sẽ được cho điển gia hộ về cái energy, cái năng lượng lúc mình ngồi thiền thì nó sẽ khai sáng về trí tuệ. Thì anh chị phải cố gắng giữ vững được cái lập trường của mình, kiên định là thiền định. Rồi công việc đời sống thì chúng ta vẫn bình thường như vậy, nhưng mà làm sao phải có thời gian thiền định mỗi ngày. Còn nếu mà chúng ta có thời gian nữa, chúng ta có thể đọc kinh, rồi tụng chú đó. Còn rất nhiều việc thì chúng ta làm, thì hy vọng anh chị em, những người có đủ duyên cùng với Vũ trên hành trình tâm linh, những người đang quan tâm về ngồi thiền, tìm hiểu về phương pháp thiền để mình tìm cho mình cái niềm vui cũng như sự an lạc trong đời sống bằng phương pháp thiền, thì có thể gặp gỡ và giao lưu. Hiện nay thì mình đang sống và làm việc ở Buôn Ma Thuột, nên là rất vui được hữu duyên gặp tất cả những anh chị em, những người đang quan tâm về phương pháp ngồi thiền. Và một lần nữa xin chúc cho tất cả anh chị em mình có một đời sống bình an, hạnh phúc và vượt qua rất nhiều cái sự chuyển biến sắp tới trong đời sống hiện tại. Và xin chào và hẹn gặp lại.